Trong tâm thức của rất nhiều người, xích lô như một gam màu góp phần làm đẹp bức tranh du lịch Hà Nội. Từ năm 2009, Hà Nội quyết định cho 4 doanh nghiệp với gần 300 xe được đăng ký hoạt động. Đạp xích lô đã trở thành nghề mưu sinh của rất nhiều người. Trước thông tin thành phố có ý định loại bỏ xe xích lô và sẽ tạo công ăn việc làm cho những người lao động này, không ít người vẫn cảm thấy rất lo lắng. Cả gia đình nhà chung và cái tài sản là cái nghề xích lô thôi. Thế nhưng bây giờ nếu mà nghe có thông tin mà cấm xích lô thì gia đình chúng tôi lại đi vào vấn đề lại khó khăn. Với cái tuổi tôi bây giờ để mà đi làm việc khác không ai mướn. Với lực lượng lao động có tuổi đời đã khá cao, cộng với nhiều người hoàn lương mưu sinh bằng công việc này, thì việc bố trí công việc mới cho họ sẽ gặp nhiều khó khăn. Đối với một số anh em thương binh đấy, mà họ coi như là đã phục vụ quân đội mãn, coi như là họ trở về, thế thì bây giờ cái đồng lương mà thương binh, tức là cái phụ cấp ấy, thì không đủ họ sống, thì họ phải đạp xích lô. Còn với những du khách, dạo phố bằng xích lô đủ chậm là cách họ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, chụp ảnh và để lưu lại những ấn tượng đẹp về Hà Nội. Rất nhiều người tỏ ra tiếc nuối nếu Hà Nội vắng bóng loại phương tiện này. Tôi thấy thực sự thích thú. Có thể nói rằng hình ảnh đó khác hẳn với những gì của cuộc sống hiện đại. Cùng với những cửa hàng nhỏ, kiến trúc khác biệt, những ngôi nhà cổ, phương tiện này cho thấy một sự khác biệt của thành phố. Tôi không nghĩ là một ngày không còn xích lô chạy trong phố, bởi chuyến khám phá thành phố này của chúng tôi rất thú vị, rất cổ điển, những thú mà ở Pháp chúng tôi không hề có. Tôi đã đi xích lô một lần rồi, tôi rất thích nó. Nếu dịch vụ xích lô bị dừng, tôi sẽ cảm thấy rất buồn. Tôi không biết tại sao lại dừng, nhưng dịch vụ này là rất tuyệt vời cho việc di chuyển cùng nhau và chụp những tấm ảnh đẹp lưu niệm. Mới đây, báo điện tử Dân Trí làm một cuộc điều tra bạn đọc về đề xuất bỏ xích lô. Kết quả cho thấy có tới hơn 80% cho rằng không đồng ý xóa bỏ vì xích lô chính là nét văn hóa riêng biệt của Hà Nội. Điều đó cho thấy xích lô vẫn được một bộ phận người dân, không chỉ là khách du lịch ưa chuộng. Đây là một nhu cầu thực tế và cần phải cân nhắc hay giữ bỏ trước yêu cầu phát triển văn minh của thủ đô tương lai. Song ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội cho rằng bỏ xích lô chỉ vì không phù hợp với phát triển giao thông là sai. Xích lô không phải là nguyên nhân để giao thông trì trệ. Không những xích lô mà còn có nhiều loại hình vận tải khác và mật độ nó còn cao hơn. Thí dụ như xe máy, ô tô, taxi, rồi xe điện. Rồi xích lô chỉ là một loại hình rất nhỏ, số lượng hạn chế và doanh nghiệp cũng hạn chế. Tôi nghĩ rằng cái mật độ xích lô du lịch phục vụ trong phố cổ không phải là nguyên nhân gây ùn tắc trong phố cổ. Cũng theo ông Liên, công tác quản lý yếu kém cũng là một phần nguyên nhân khiến cho xích lô hoạt động không hiệu quả. Đã đến lúc Hà Nội nên quản lý chặt và thực hiện những biện pháp thực tế đối với loại hình phương tiện này và cả đội ngũ lao động. Quy hoạch cho một số tuyến đi. Cái số tuyến đi đó là nó kết nối giữa phố cổ với những cái điểm du lịch. Đồng thời á là quy định tuyến phố rõ ràng. Đấy. Và cái tuyến phố đấy nó tránh những cái tuyến mà dẫn đoàn, rồi tránh những cái tuyến mà có hẹp và mật độ giao thông nó cao. Chúng ta chưa có những chương trình hỗ trợ cho họ, chương trình đào tạo cho họ cả về kiến thức cũng như là cái ý thức trong việc mà đón tiếp khách, để làm cho cái hình ảnh của đất nước nói chung, hình ảnh của mỗi một người phục vụ đấy nói riêng nó đẹp hơn trong mắt du khách. Bỏ xích lô mới chỉ là một đề xuất, song có lẽ để giúp cho thủ đô văn minh hơn, công tác quản lý cần được nhìn nhận lại. Bởi có một thực tế là tại nhiều quốc gia như Trung Quốc có xe kéo, Nhật Bản có xích lô, Hà Lan cũng có xích lô và Thái Lan có xe túc túc. Tất cả những phương tiện trên đều trở thành nét văn hóa đặc trưng của từng đất nước. Câu hỏi được nhiều người đặt ra là tại sao các nước bạn có thể giữ gìn và phát triển các loại hình phương tiện truyền thống độc đáo như vậy? Tại sao chúng ta lại đi xóa sổ?